Kiểm tra. Em ơi đừng 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 ấy, đừng chụp ảnh nhá. Ê. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh lại. Đừng phép. Không, chúng tôi bây giờ là không được cho các anh vào này, bởi vì cái hành vi của anh không được vào này nữa. Đu Bây giờ cái việc đấy nó bình thường quá mà mọi người sao lại ai cầm một bao thuốc ném vào mặt anh có phải bình thường không? Anh có bình thường không? Anh có cho là bình thường không? Anh ăn mặc rất là tử tế, rất là lịch sự. Trước cơ quan công an đang làm việc với anh cầm một bao thuốc ném vào mặt của chị phụ nữ ở đây. Anh đảm bảo như thế có ai ủng hộ anh không? Nhưng mà tại sao lại có người chụp ảnh này? Tại vì là không có vấn đề gì cả. Nhưng mà sao anh này? Đi 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 đi